bên nhà mẹ bị lở đá. Em sợ có chuyện gì nên chắc là em về bên đấy. Anh biết rồi. Anh vừa đọc cổng thông tin của thị trấn, thấy bảo là phong tỏa một số đường, cấm giao thông. Em có muốn về không về được đâu. Nhưng mà còn mẹ, em lo lắm. Nhưng mà phải ưu tiên thân mình đấy chứ. Nếu anh không ổn thì lo cho ai. Đêm hôm thế này, đá lở em đi ngoài đường, anh làm sao yên tâm được. Anh nghĩ là giữa ban ngày ban mặt, em có thể ra khỏi đây mà không bị mẹ anh phát hiện chắc. Chuyện em với mẹ, anh nghĩ thời điểm... lúc nào cũng là thời điểm. Cái thời điểm này của anh, nó kéo dài cả chục năm rồi. Lúc nào cũng là chờ thời cơ, chờ dịp thuận tiện. Không biết đến lúc đó em có đi được nữa không? Anh xin lỗi. Thôi bây giờ tất cả cứ lo việc gặp gỡ với nhà Linh xong. Anh sẽ lựa lời nói với mẹ. Anh sẽ không để em thiệt thòi nữa đâu. Chìa khóa đâu rồi? Ơ kìa. Đây đây đây. Đau hết cả đầu rồi. Tôi nhanh. Mẹ cứ để chứ con mở. Ở cái mắc cửa mà lâu thế. Mắc đi. Ôi giời ơi. Đưa đây. Thôi chơi mẹ. Phòng con này con tự làm được, con lớn rồi. Ơ kìa. Ôi giời ơi. Buồng đàn ông con trai gì mà kín mít như phòng gái đẻ. Mở ra cho nó thoáng mắt. Vâng. Lúc nãy tôi đi qua, thấy trong phòng anh có bóng người. Đây này, cái rèm cửa nhá, nó cứ rung rinh, thế anh mở ngay. Không có ai đâu mẹ ơi. Thế anh nghĩ mắt tôi bị quáng à? Cái khăn nó chắc là nó thế nào, không có ai mà. Anh mở đi, mở luôn. Thế con mở nhá. Điền lắm rồi đấy. Mẹ vào đi. Đấy, có gì đâu mẹ. Mẹ thấy không? Làm gì có ma? Đấy, có ai đâu. Mẹ. Quay lạ. Lẫn rồi. Thế là thế nào nhỉ? Làm gì có ma đâu mẹ. Mắt mình toét à? Không thể tưởng tượng nổi. Rõ rành rành mà không thấy gì. Con đưa mẹ về phòng nhá. Không hiểu nổi. Cô nhìn thấy ma à? Không biết là như thế nào. Không hiểu nổi.